Ngày 6 tháng 11, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với đoàn cán bộ khảo sát thực tế của nhóm 2 ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề, lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Chủ trì buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng nhóm 2, Trưởng đoàn nhấn mạnh, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là chủ trương lớn của Đảng. Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cần thiết nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, định hướng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Từ đó, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận của Đảng về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời trực tiếp phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh có sẵn nền tảng tư tâm thế, trình độ, năng lực nguồn nhân lực trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiều mô hình mới xuất hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được vận dụng sáng tạo theo tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Qua đó, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong những địa phương đi đầu trong tiến trình đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, trong thực thi, vận hành nền kinh tế có lúc chậm, chưa đồng bộ. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ rõ, chúng ta cần nhìn thẳng, đánh giá đúng với thực tiễn bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, không né tránh. Tránh tình trạng đổ lỗi cho khách quan, đổ lỗi cơ chế, cấp trên đổ lỗi cấp dưới đổ lỗi cấp trên. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh vai trò liên kết vùng và khẳng định, thành phố phát triển không chỉ một mình. Do đó, rất cần nhìn thẳng vào vấn đề liên kết vùng để đưa vào báo cáo, nghị quyết.